deny, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah,
So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Giáo thì cái phim này rất là khác nhất từ trước tới giờ. Em từng sẽ xuất hiện trong vai trò cha ma. Chính ca khúc đó đã được khán giả biết tới cái tên Nam Trường. Đó là bài hát Đi Về Nơi Xa. Và nhờ bàn tay biến hóa của người nhạc sĩ đã hòa không khí rất là lạ, cũng như là anh Bá Vũ đã dàn dựng đưa vào cái bài hát của Nam Trường. Phải nói xem rất là cái gì đó ma mị và tâm linh, và cũng có tình cảm trong đó nữa. Và thổi hồn cho một ca khúc đã được rất nhiều người yêu mến nha ông anh. Dạ. À, bây giờ thì xin mời Ngọc Duyên ạ. Với một vai diễn này, mình tạm gọi là vai diễn đầu tay của Ngọc Duyên, bạn cảm thấy như thế nào khi mình xem những cái thức phim đầu tiên? Thật ra thì trước khi mà được xem thử phim thì Duyên cũng cảm thấy rất là lo lắng, cũng như là hơi hồi hộp một chút xíu. Bởi vì là Duyên không biết là tất cả những cái gì Duyên đã cố gắng và tất cả những cảm xúc Duyên dành cho cái vai diễn của mình nó đã thực sự là đã tốt chưa và thực sự là đã tới chưa. Bởi vì bản thân Duyên chưa bao giờ cảm thấy hài lòng vì tất cả những gì mình làm. Tuy nhiên là mình đã cố gắng hết sức, nhưng mà sau cái lần xem chứ thử thì bản thân Duyên là đã bớt đi cái sự lo lắng của mình. Và quan trọng nhất đó là Duyên vẫn mong là sau khi phim được công chiếu sẽ được sự đón nhận của quý vị khán giả, cũng như là được nhận được cái sự ủng hộ, bởi vì đây là một cái vai diễn đầu tiên của Duyên cũng khá là quan trọng. Và Tài cũng nhận được một câu hỏi từ các anh chị em phóng viên báo chí hỏi rằng là không biết là điện ảnh thì đối với Ngọc Duyên là một cuộc dạo chơi hay là như thế nào từ sau vai diễn đầu tay này ạ? Điện ảnh đối với Duyên là đó là một niềm đam mê thực sự và đó cũng là một cái duyên. Thì Duyên nghĩ rằng sau cái bộ phim này, sau vai diễn này, Duyên rất mong được nghe những cái ý kiến cũng như là sự cảm nhận của quý vị khán giả trong cái vai diễn này của Duyên, và rất mong được sự đón nhận của quý vị. Dạ, cảm ơn Ngọc Duyên rất nhiều. Quý vị dành một tràng vỗ tay cho Ngọc Duyên được không ạ? Và vai nữ chính của bộ phim này. Và bây giờ thì Tài xin phép chắc là quý vị cũng nhìn thấy ở đây diễn viên Duyên.